Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Bắc Nẵm tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án. Giải pháp cho việc thiếu giáo viên ở huyện Chợ Đồn. Thưa quý vị, chiều qua, Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 07 và Ban chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, lý luận đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án số 07 và Ban chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, lý luận chủ trì hội nghị. Năm 2021, việc triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng theo đề án số 07 của Tỉnh ủy đã tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Cách thức tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết bước đầu có sự đổi mới, cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, như hội nghị trực tuyến từ trung ương đến tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh, tự nghiên cứu thông qua tài liệu do ban tổ chức hội nghị gửi trước qua thư điện tử, đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các địa phương, đơn vị được tăng cường. Sự đồng thuận, niềm tin của đảng viên, quần chúng nhân dân đối với các chủ trương đường lối của Đảng được nâng cao. Đối với công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo định kỳ và kế hoạch, chủ yếu tập trung tổng kết, nghiên cứu lĩnh vực kinh tế. Các đơn vị đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm, từ đó xác định nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng triển khai thực hiện, đề xuất nội dung hoạt động phù hợp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tuyên truyền kết quả về công tác tổng kết nghiên cứu được cơ quan báo chí trong tỉnh thông tin, giới thiệu nhân rộng các mô hình mới, xây dựng chuyên trang chuyên mục phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Các đơn vị được ban chỉ đạo giao tổng kết nghiên cứu đã cơ bản tổ chức thực hiện theo kế hoạch và các bước theo hướng dẫn của Trung ương. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên ban chỉ đạo về chỉnh sửa một số câu từ, số liệu trong báo cáo cho phù hợp với thực tế. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bám sát chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của năm 2022 để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện hai đề án sát phù hợp với thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất. Hôm qua, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với cử tri tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của tỉnh, kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, cử tri xã Bình Trung đã có một số kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, lĩnh vực lâm nghiệp, chế độ chính sách. Cụ thể như sớm bố trí vốn nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 3C đến ba thôn Bản Pèo, Vàng Giọt, Khuổi Đẩy vì hiện tại đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Cần có giải pháp nâng cấp công trình xử lý rác thải môi trường ở liên khu trung tâm để đảm bảo sức khỏe cho người dân, quan tâm kéo đường điện đến thôn Vàng Giọt, đề nghị nâng cấp công trình nước sạch đến thôn Đòn Liền. Đường thông tin viễn thông ở thôn Bản Pèo chất lượng xuống cấp nhiều tháng nay nhưng chưa được sửa chữa, đề nghị sớm được quan tâm. Bố trí nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học Bình Trung, nhà bán trú cho khối trung học cơ sở, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nhất là ở các thôn người Mông. Hiện nay nhiều diện tích cây quế 5 đến 10 năm tuổi ở thôn Bản Ca xuất hiện bệnh lạ làm giảm năng suất chất lượng cây trồng, đề nghị sớm được các cấp ngành đến kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng trừ. Cũng trong ngày hôm qua tại xã Hòa Mục, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri 8 xã phía Bắc của huyện Chợ Mới. Đại diện cử tri đơn vị bầu cử số 9 cơ bản nhất trí với các báo cáo tại buổi tiếp xúc và có thêm những kiến nghị để tháo gỡ những vướng mắc tại địa phương như cử tri xã Thành Thịnh đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý kiến với Sở Thông tin và Truyền thông
sớm lắp đặt hệ thống đài truyền thanh xã để kịp đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12 này. Cử tri xã Cao Kỳ đề nghị sớm mở rộng, nâng cấp chợ Cao Kỳ, cấp điện cho thôn, bản vùng cao. Cử tri xã Hòa Mục đề nghị các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là với nghĩa trang Phúc Thọ Viên. Khi đến nay, nghĩa trang này đã đi vào hoạt động, cần kiểm soát tốt việc xử lý nguồn nước, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống vùng hạ lưu. Ngoài ra, đại diện cử tri đơn vị bầu cử số 9 cũng đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục quan tâm đến cơ chế chính sách với người có công, người hưởng phụ cấp tại các thôn, bản, quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lắng nghe và trực tiếp trả lời những kiến nghị thắc mắc của cử tri tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu cũng đã ghi nhận và sẽ trình các cấp ngành chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Năm 2021, thực hiện nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 4 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, thành phố Bắc Cạn thành lập mới 9 hợp tác xã, đạt 450% kế hoạch. Tính đến nay, tổng số hợp tác xã trên địa bàn thành phố là 45 và một chi nhánh hợp tác xã. Địa phương cũng đã tổ chức đánh giá phân loại 13 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 3 hợp tác xã hoạt động tốt, 6 hợp tác xã hoạt động khá, 3 hợp tác xã hoạt động trung bình, 1 hợp tác xã hoạt động yếu. 9 hợp tác xã mới thành lập hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, địa phương đang tranh thủ nguồn lực đầu tư, thực hiện nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của các đơn vị, đặc biệt là nỗ lực nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP địa bàn. Thưa quý vị, trong năm 2021, huyện Bắc Nạm triển khai nhiều dự án điều chỉnh quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng. Do đó, việc tăng cường quản lý và sử dụng đất đai, đảm bảo đồng bộ giữa công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng là vấn đề được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Dự án nâng cấp khu vực tổ chức lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Bắc Nạm đã tiến hành thu hồi đền bù 9,8 ha đất của 7 hộ có bia đỏ đất và 5 hộ còn lại thuộc các trường hợp cho, tặng, chuyển nhượng, thừa kế bằng giấy tay. Huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương niêm yết quy mô công trình tại địa điểm thu hồi đất để người dân biết, theo dõi, đo đạc, lập bản đồ khu đất và dự án đầu tư. Qua kiểm tra của chính quyền xã Cổ Linh, đã có tình trạng người dân tự ý xây dựng nhà trái phép trên đất quy hoạch. Xã đã tiến hành lập biên bản và đề nghị hộ gia đình tháo công trình vi phạm. Mấy dự án được quy hoạch, mà đặc biệt là cái chỗ trung tâm lễ hội Mù Là ở thôn Đồng Phật, huyện cũng có quy hoạch tổng thể rồi, nhưng mà chưa được thu hồi hết. Việc đất thì của bà con nhân dân đang canh tác, việc nhất là khó khăn nhất là cái việc công tác quản lý, bởi vì là nhân dân ở trên đấy thì hầu như là từ các thôn vùng cao thì nó hay mua bán trang tay. Năm 2021, huyện Bắc Nạm đã tập trung chỉ đạo thực hiện lập đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Bộc Bố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, tổ chức rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Dự án nâng cấp khu vực tổ chức lễ hội Mù Là, xã Cổ Linh, trong đó đối với các khu vực đã được công bố công khai quy hoạch xây dựng các công trình, dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nạm đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý hiện trạng đất đai và thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết, nhằm tránh tình trạng đào đắp, san lấp, xây dựng sai mục đích sử dụng đất, làm biến dạng địa hình tự nhiên khu đất, tự ý xây dựng mới nhà ở, công trình, kể cả mở rộng. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có, thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt cái công tác quy hoạch và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, toàn huyện cũng giao cho các cơ quan chuyên môn, chức năng để thực hiện tốt cái công tác quản lý quy hoạch theo quy định, tích cực tuyên truyền cho người dân đều nắm được về cái phạm vi, cái vùng mà quy hoạch mà người dân đang sinh sống ở trong cái địa bàn, để nắm được và thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền cái quy hoạch đối với cái dự án mà đã được đưa vào, thì để thu hút các nhà đầu tư. Huyện Bắc Nạm còn yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý vi phạm trong trật tự xây dựng tại các khu vực quy hoạch dự án. Hạt kiểm lâm và phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố vừa cấp phát gạo đợt 2
cho các hộ nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng năm 2021. Tổng khối lượng hỗ trợ gạo đợt này là trên 500 tấn, được trích từ nguồn gạo dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp. Trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 vừa qua, Hạt Kiểm Lâm và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của 8 huyện, thành phố đã phối hợp với chính quyền các xã thị trấn cấp phát gạo cho các đối tượng được hưởng lợi, đảm bảo gạo được tiếp nhận đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng số lượng theo danh sách đã được phê duyệt. Trước đó, trong đợt 1, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh cũng đã được hỗ trợ trên 270 tấn gạo để thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ khoảng 4.000 hectare rừng. Như vậy, trong năm 2021, các hộ nghèo của tỉnh Bắc Cạn đã được hỗ trợ trên 780 tấn gạo với gần 980 hộ dân tham gia trồng rừng được thụ hưởng. Trong năm 2021, lực lượng kiểm lâm tại các khu bảo tồn, khu bảo vệ cảnh quan và vườn quốc gia Ba Bể đã thực hiện trên 2.000 lượt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng. Theo đó, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục và truy quét tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng và vườn quốc gia Ba Bể với trên 10.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm còn phối hợp với các nhóm tổ bảo vệ rừng ở cộng đồng tăng cường tuần tra ở những khu rừng đặc dụng, rừng núi đá có nhiều gỗ quý hiếm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong việc giữ rừng, kiên quyết không để lâm tặc chặt phá rừng. Nhờ đẩy mạnh thực hiện những giải pháp này, qua tuần tra kiểm tra, từ đầu năm đến nay tại các khu bảo tồn không có cây gỗ mới bị chặt hạ, tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp ở vườn quốc gia Ba Bể cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2020. Hôm qua tại trường tiểu học Đồng Tâm, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bưu điện tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 năm 2022. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 có chủ đề Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Đề tài cuộc thi gắn với Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 vừa được diễn ra tại Glasgow, Vương quốc Anh. Thời gian nhận bài thi từ ngày 2 tháng 12 năm 2021 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022. Độ dài của một bức thư dài không quá 800 từ, viết tay trên một mặt giấy. Mỗi bài thi phải cho vào phong bì có dán tem, gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post. Nơi nhận bài thi, báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng, số 5, phố Hỏa Mã, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 11611. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng bộ sách tuyên truyền về cuộc thi viết thư quốc tế UPU qua các thời kỳ cho các trường học trên địa bàn huyện Chợ Mới. Theo thống kê, bước vào năm học 2021-2022, huyện Chợ Đồn thiếu hơn 140 giáo viên ở các bậc học. Để không ảnh hưởng đến công tác dạy học, ngành giáo dục địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Những năm học vừa qua, trường tiểu học xã Xuân Lạc là một trong những cơ sở thiếu nhiều giáo viên đứng lớp. Để đáp ứng nhu cầu dạy học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn đã ký hợp đồng với 10 giáo viên để dạy học. Do thực diện hợp đồng, lương eo hẹp, không ít giáo viên hợp đồng gác lại mơ ước đứng trên bục giảng. Thì cái chính sách đãi ngộ với giáo viên hợp đồng thì lương còn thấp. Ở đây ấy là giáo viên thì đi làm xa rồi, ở đây là cũng làm cả ngày ở điểm trường rồi, ngoài ra chả có cái gì thu nhập. Thì tháng hơn 4 triệu thì nói chung là về cái đời sống của giáo viên là còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, bước vào đầu năm học 2021-2022, toàn huyện còn thiếu 146 giáo viên đứng lớp ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Trước tình hình đó, Phòng đã chủ động hợp đồng với 95 giáo viên, đặc biệt chỉ đạo các trường học chủ động bố trí tiết dạy hợp lý. Nhiều giáo viên phải dạy liên trường. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, riêng giáo viên bộ môn tiếng Anh thật sự rất khó khăn. Thứ nhất là phân công giáo viên dạy liên trường. Đối với các môn thiếu như môn tiếng Anh, đặc thù là môn tiếng Anh, môn tin học, thì sẽ dạy liên trường, liên cấp để đảm bảo là số lượng biên chế thiếu thì sẽ thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ hai là cũng là tham mưu cho phối hợp phòng nội vụ tham mưu ủy ban huyện thực hiện việc hợp đồng giáo viên các vị trí còn thiếu, vị trí như giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ ốm, như là để đảm bảo đủ số lượng giáo viên đứng lớp theo quy định. Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, mới đây địa phương đã tổ chức tuyển mới viên chức
và rà soát giáo viên dạy chuyển vùng được 74 giáo viên. Như vậy, số lượng giáo viên thiếu trong công tác dạy và học tại chợ đồn đã đáp ứng được phần nào. Có thể nói, việc chủ động khắc phục, bảo đảm giáo viên đứng lớp, truyền tải kiến thức cho học sinh đầy đủ sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học ở địa phương. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự buổi sáng. Sau đây là các chương trình tiếp theo trên kênh TVK.